rửa cái xe đón Tết cho ngon ghẻ cái nhà. Xe sạch đẹp rồi, còn đi sắm Tết nữa chứ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo sao lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, để lại trong trái tim hao gầy. Tiếng ai gửi nhỉ? Đăng mẹ ghẻ lên Facebook để kiếm fan. Nhiều like lắm đây. Rồi rồi. Sao mẹ đã đăng mẹ lên bảng khác ấp? À, mẹ. Còn gọi mẹ nữa. Nhìn mẹ nhảy như con đu dưỡi, chả là thể thống gì cả. Con đăng lên Facebook kiếm fan. Con cáp, mày bảo ai là con đu dừa hả? Mày có tin tao cho mày vỡ mồm không? Khóc. Ủa, mày khóc à? Không phải. Tiếng ai khóc ý? Đâu, ai đâu? Ai khóc đây? Cùng có nghe thấy tiếng khóc không? Có. Ai đây? Này, sao Tết nhất không về đi? Ngồi đây khóc làm cái gì? Tôi có muốn khóc đâu. Năm nay người dân về quê đông, nhà xe bán hết vé rồi, làm cả năm mới có dịp về thăm bố mẹ. Tội thật. Nhà tôi mà có xe bò, tôi chở cô về rồi đấy. À, đâu rồi nhỉ? Trời, mắt ở nách. Đây, đừng có miếng giò, ăn đi cho đỡ ngứa mồm. Cảm ơn hai cô vì miếng giò này, nhưng mà tôi muốn về quê. Tuy vậy, tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà nhà tôi làm gì có xe bò mà giúp. Muốn về quê, xe bò, xe máy, xe bò, xe khách. Ai bảo con là không có xe bò? Ta đi cùng về quê nhé. Bà có cách sao? Sáng mai 8 giờ, ta đi đến đây. Cô mang hành lý đến đây, ta đưa cô về quê. Tôi cảm ơn bà trước nha. Giờ tôi về chuẩn bị đồ đây. Mẹ. Hả? Mình làm gì có xe bò đâu. Ai bảo với con là không có? Đi. Này, mày có nghe thấy cái gì không? Mày có biết mẹ đang ngủ ở đâu không? Không nghe thấy gì đâu. Mẹ, nó bảo là nó không nghe thấy gì. Không nghe thấy à? Thế thì... ngồi lên con. Dịch lên một tí. Xong rồi. Đi. Sao mẹ có con gà ở đây? Hả, mẹ? Đâu rồi? Đây này. Hai người đứng lại. Chạy lên, chạy đường kia. Xuống cái bà kia. Cho mày lấy đuổi tao. Đứng lại. Đứng lại rồi. Mày cứ dỗ mày vào đi. Bà định chơi bà nấp với tôi à? Bà có dỗ bà ra đây. Bà ra đây. Leo leo bắt nó đi. Không bắt được làm chó. Này. 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 Vào đây đi. Nani? Rồi rồi, mày xong rồi. À, hết rồi á. Ôi trời ơi, tao phải xe ai đâu mày đuổi tao. Đứng lại nha. Đứng im. Bà chết với tôi. Mày bắt tao đi. Bà có đứng lại ngay không? Tôi mà bắt được bà chỉ có chết thôi. Ôi trời ơi, tôi truy đuổi thế này không phải cách hay. Bà làm trò gì đây? Dừng lại! Ta không dừng. Bà kia, dừng lại cho tôi. Ôi, chóng mặt. Dừng lại cho tôi. Bà, dừng lại. Bà, đứng lại. Mày nhớ mặt bà đấy. Tự nhiên không biết bản thân, chẳng biết đang mù nào mà cứ lời chơi bao đồng. Cám ơi, ma nào gọi thế nhỉ? Cám ơi, nó cho mẹ một phát vào đầu đau quá. Ôi, mẹ. Con xem nào. Nani? Mẹ bị làm sao đấy? Cái thằng đấy cho mẹ một quả chùy vào đầu. Đã đau đầu rồi còn đau mặt. Xong chưa? Xong rồi, con chặn hết rồi. Chặn hết rồi à? Lên xe
xe là đi thôi. Lên xe để đi đón khách con ạ. Đây rồi, đây rồi. Đi chưa, đi chưa, đi chưa? Đang chuẩn bị đi đây, đến sớm thế. Hôm nay nha, không những một mình tôi đến mà cả lo nhà tôi đến đây. Cả lo nhà tôi đến đây. Đây 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 đây. Chào mọi người nha. Hôm nay là bọn em cùng về quê với cả chị này đây. Con người, tiền để ra tiền kia. Men này Tết đông đầy rồi. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chú. Mày quá, gặp bà ở đây không là bọn tôi không có thể về quê tôi rồi. Tôi giúp người thôi mà. Ừ đấy. Đang tốt bụng. Nhà mẹ ghẻ có chuyện gì đông vui thế này nha. Đi ta đi lên xem. Thế bọn tôi lên xe không lỡ chuyến. Lên xe đi. Đi về. Này 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 này. Ồ. Sao mà bước chân nhanh thế? Muốn lên được xe là phải có tiền. Ồ, lúc nãy bà bảo với tôi là miễn phí cơ mà. Công đức cơ mà. Sao bây giờ lại tiền? Này, bằng chứng đâu? Ta bảo miễn phí bao giờ? Chở đi rõ ràng chứ. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Chuyện là mẹ định chở họ về quê, nhưng mà phải có tiền mới đi được chứ. Ê mẹ, năm nay kinh tế khó khăn, người dân làm gì có tiền chứ. Thôi, mọi người lên xe đi, tiền để ta chịu cho. Bọn em cảm ơn anh Hoàng ạ. Bọn em lên rồi. Xe. Lên xe bơi. Lên xe đi. Trời lên. Đáp, lên xe. Đây. Hay là tấm này, mình đi cùng mẹ ghẻ đi. Mẹ ơi, cho bọn con đi nữa. Về quê. Về quê. Về quê. Đi về nha. Quê. Em được về quê rồi mọi người. Oh. Let's go. Về quê vui quá đi. Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Vừa nãy bị thằng nông dân kia nó đập vào đầu, giờ chóng mặt quá. Mẹ xuống đi để con đèo cho. Làm được không? Được. Thì đèo nha. Ủa không đi. Ồ, đi nhanh lên. Bọn tôi phải về thăm nhanh lên được. Giờ bây giờ. Ờ, về 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 ngay đây. Cứ bình tĩnh. Có bạn chưa đấy? Có rồi. Mẹ lên đi. Đi. Mẹ mẹ mẹ. Sao? Hả? Tắt bật ở đâu nhỉ? Con không thấy có khóa xe. Cái gì vậy bà nội? Thế xe này không cần khóa hả? À, không biết, không đi, biết xe. Đi xe á. Mọi người cứ bình tĩnh. Đây là xe ga mà con. Làm gì với xe số đâu mà chìa khóa. Bạn lên. Đây này. À đấy. Con biết rồi. Mẹ ơi, xe này không lên ga. Ai cấp bằng cho mày đấy? Ông cấp bằng cho con giỏi mà. Tiến sĩ bác học. Nhưng mà chết lâu rồi. Chết lâu rồi. Ui, đây nha. Bật lên. Phanh lên. Đấy à, đi được ngay. Đạp phanh ở đây à. Đạp phanh ở đây. Thế là sao mình về quê ăn Tết rồi. Quê mình đẹp như này. Tết quê mình đã đông vui khỏi tới về luôn. Cả năm mới có một dịp đi. Vui quá. Đi nha, mọi người bắt chặt tao nha. Xe này chạy nhanh quá. Chắc mình giống học về tới quê thôi. Mẹ mẹ, mẹ thấy con lái xe uy tín không? Đây, đây. Ghê quá. Đây, này. Bà này, đi kiểu gì đi. Đúng rồi. Chỗ này của ai đây? Trả đi. Thôi, đi cẩn thận ấy, bố mẹ tôi đang chờ kìa. Bố mẹ tôi chờ rồi. À, xe chết máy. Từ từ, lặp lại, lặp lại. Xe chết máy, thì làm thế nào hả mẹ? Thôi, mày xuống đi để mẹ lái cho. Thẳng tiến về quê thôi. Bố là ông Tết, tháng sau dịch vượng nha. Còn tớ á, tớ mang về cho bố mẹ một anh người yêu đẹp trai lắm đi. Đúng là nửa nạc nửa mỡ mà. Cái con này, có thích tao đánh ghê không? Im một vào. Dĩ hòa vi quý. Thế còn cô, năm nay cô làm được những gì rồi? Tôi làm được rất là nhiều việc đó, có biết không? Và đặc biệt là mang con chó này về đây này. Tình hình là năm nay á, về quê sớm, vui quá. Ôi dồi, ôi, sao đây? Hả? Không biết có chuyện nữa. Gì đây? À, sao đấy? Mẹ sao đấy? Thế là sau đợt này có chuyện gì vậy? Ôi dồi ôi, đi kiểu gì đây? Mẹ ơi, mẹ đi kiểu gì đây? Động đất à? Mẹ, mẹ sao đấy? Mẹ bị sao đấy? Mẹ chóng mặt quá. Chóng mặt á? Hết thấy được. Mẹ ơi, mẹ. Ôi dồi ôi, sao tôi lại nằm ở đây thế này? Cảm ơn. Mọi người đâu rồi con? Con đâu biết đâu mẹ ơi. Ây à, con chóng mặt quá. Con đang ở đâu thế này? Sao nhìn mọi thứ nó cứ ngược ngược thế? Tấm ơi, nàng ở đâu rồi? Tấm ơi, ta ở ngay sau chàng đi. Mất cái xe rồi, lấy cái gì mà chở Vân đây? Mọi người, có anh sao không? Tấm, anh ơi,
đằng sau đợi em vậy. Ồ, cái xe với hai cái mũ kia quen quen nhỉ. Ôi trời ơi, xe của mình cái gì nữa, mọi người đi ra. Ây, xe ơi, tay chân rồi. Này, này này, xe của tao mà. Hả, thằng chủ xe. Chào mẹ. Xe ơi, mày có làm sao không? Xe rồi, của tao rồi. Cái bà này, cái con mũ này, bà cướp xe của tôi, cướp miếng ăn của tôi, bà cũng chắc với tôi à. Trời chết này. Cam, 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 mày chống mặt quá con ơi. Đâu rồi? À, Cam ơi. Ôi dồi ôi, thế này thì về ăn Tết kiểu gì đây? Thôi, mọi người đừng buồn nữa, tất cả ra ngoài kia, ta bắt xe khác cho về quê ăn Tết nha. Ôi dồi ôi, thế thì huy hoang quá. Mọi người ơi, thế là có xe về quê ăn Tết rồi. Đi thôi. Đứng lại, trả tiền xe đây cho ta. Thấy chưa con? Chưa thấy. Chú tây này bán được nhiều tiền lắm con ạ. Chứ còn sao nữa, làm việc thôi. Có ai không? Không có ai đâu con, hành động đi con. Hello quýnh con, cho chị bắt em chút nha. Ở đây đợi anh một xíu nha. Không ai ra thấy thì chết đó. Trộm chó, cái lũ mất nói kia. Làm gì vậy? Chủ nhà kia mẹ. Trời con với. Hai tên ăn trộm kia đứng lại đó. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại cho hai tên mẹ. Đứng lại đó. Cơm già nhanh lên. Ok đại ca. Cho anh đưa tiền cho mà tiêu. Cảm ơn đại ca. Cái gì đấy? Kêu hiểu em. Có chuyện gì vậy? Thằng con kia. Đại ca, người này ăn trộm chó nhà em đó. Cái gì? Trộm không chó à? Không mà. Em không. Mày cứ đi về đi. Hai đứa này giờ đi theo tao. Anh nói thế rồi thì em để cho anh xử ạ. À, em về trước đây, em chào đại ca nha. Mày đi, đây đi rồi con ơi. Ok đi, mẹ đi đâu? Quay lại đây. Đi đâu? Từ giờ đi theo bọn tao. Có dạ? Việc gì thì làm đây. Cấm trộm chó nghe chưa? Biết chưa? Dạ. Đưa hai bọn nó về tắm giặt. Đi. Có cơm ăn không nha anh? Con ơi, có chủ ở rồi. A few minutes later. Đại ca, đại ca, đại ca, nếu có một ngày anh chết, bọn em sẽ sống ra sao? Số tiền vàng để đâu cho bọn em tiêu xài? Giờ anh nằm đây chết luôn, em biết phải làm sao? Ngày xưa được anh cưỡng mang, nếu không bọn em cũng xanh cỏ. Tình nghĩa này em khai ghi trong đáy lòng. Đại ca, đại ca, đại ca. Nani? Này, chúng mày đang hò hét cái gì vậy hả? Có biết ta đang ngủ trưa không? Có biết ta đang ngủ trưa không? Em thấy đại ca gặp các cụ rồi. Đúng rồi đấy, sao giờ mới thở đâu. Gặp các cụ để mấy cô cậu ngồi lên đầu tôi đấy ạ. Thế tiền nợ cá ngừ đã lấy được về chưa? Mấy cô nợ toàn cá ngừ già, sắp quy tiền rồi. Đồ kiểu gì đại ca? Đúng rồi đấy, đại ca, cho em xin tiện, em đi uống nước. Cái gì? Cá ngừ đã không đòi được tiền lại còn xin tiền ta đi uống nước á? Cung, ra ngoài đòi tiền nhanh, không thì đừng về đây nữa nhé. Ngày trước mà không có ta cứu mang hai người cái ngươi á, thì giờ hai người đã xanh cỏ rồi đấy. Đi nhanh. Chân thằng Bơm, đưa bọn nó đi. Dạ dạ. Mai tiếng cứu mang mà bóng lột dữ vậy. Nó trời. Nó dớ dẫn gì vậy? Đang ngủ trưa mà phá bắt. Nghiêm, nghiêm. Chúc mừng nàng đã tốt nghiệp trường học viện cảnh sát. Cảm ơn anh Hoàng nhiều. Từ giờ ta có thể bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc. Tấm, ta chúc nàng đạt nhiều thành tích trong công việc. Giờ thì đi ăn khao thôi. Có gì cho nàng rồi đấy. Đi. Hai cái gì mà hạ đi đâu? Tao không hạ đâu. Dừng lại đi. Có gì ta lại đi. Đổ tiền cho lại mà. Cái con này. Hai đứa này tránh ra. Để tao xử con này. Mày nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Sao mẹ ghẻ cho em Cam lại thành thế này? Mày cho nó lại đi mà. Đại ca tới là mấy con hả? Không phải chuyện không mấy người. Mày có trả tiền bố mà khai. Có trả được vậy hả? Hai người này thật là quá đáng mà. Đúng rồi đấy. Ra tới đi. Dân ạ. Mang về tay lại. Không tao bắn các ngươi. Chị chơi hài nông hả? Chị cứ bình tĩnh. Còn kia, tao là mẹ mày đấy. Mẹ nợ chỉ súng vào mẹ như thế hả? Hai người mà không dừng tay lại á, tôi bắt vô tù đấy. Dừng rồi đấy. Dừng hai tay lại. Đúng rồi. Mày nhớ mặt tao
đấy. Mày nhớ đấy. Mày cho mày đi diện luôn đấy. Nhớ mặt tao đấy nhá. Nhớ mặt đấy. Tám. Cô có sao không? Sao không sao? Cảm ơn hai người nhé. Cô làm sao mà để tụi nó bắt nạt như vậy? Hai mẹ con nhà Cám cho vay lãi, nhưng mà lãi cao quá tôi không trả nổi. Hả? Cho vay lãi sao? Sao lại như vậy? Làm việc thất đức như vậy. Tắm, thôi được rồi, để ta điều tra xử lý việc này xem sao. Đại ca, sao đại ca đuổi em? Đại ca ơi, em đi theo nhưng chúng nó không làm được gì đâu, ăn hại lắm. Thế hả? Hai mẹ con nhà bà hết cơ hội rồi. Tốt như là bước ra khỏi đây. Nuôi chị tốn cơm, có mỗi chị đòi tiền mà cũng không làm được. Đại ca cho em cơ hội đi. Đã hứa là sẽ cưu mang tụi em cả đời mà. Chuyện gì vậy? Bước, bước, đại đi ca. Vào. Đại ca, đại ca. Bước. 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 Bước thật mẹ. Đấy. Mẹ có cách kiếm tiền rồi Cám ơi. Cách gì đấy mẹ? Đi theo mẹ khác biết. Được rồi. 10, 20, 30. Đại ca, đại ca, năm hết tới đến rồi. Đại ca cho em xin ít tiền, em về mua ít gạo, thịt và nấu bánh chưng. Tiền gì hả? Mày có thấy là công ty mình sắp phá sản không? Có mỗi mấy cái gì còn con không làm được. Bánh chưng cái gì? Nhanh. Dơ dẫn. Bực hết cả mình. 7. Thằng này nhiều tiền lắm. Mẹ, phiên này mẹ của mình shopping không cần nhìn giá đâu con ạ. Đồ đâu, anh động thôi con. Mày xem thu nốt số nợ bên nhà thằng kia còn thiếu đi. Em biết lắm rồi đấy. Con lợn đất này. Mẹ á. Thế mà kêu tôi mang cả đời. Nhiều tiền quá. Mẹ ơi mẹ, kiếm cái gì để giàu chứ giá làm sao mà hết được. Để mẹ. Nani? Giọt hết vào đây. Nhìn cái tay lớn lắm nha nó. Phải tài rủ con ơi. Ngứa mà cái màu vàng này lâu lắm rồi. Đại gia thế, đeo tận hai cái. Cám, đi thôi. Giấy sạch thế con. Giấy sạch quá. Đi 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 thôi. Bao nhiêu năm chẳng ra được tí tiền nào. Nước ép hoa quả, trà sữa, trà đào, trà tán uống đi. Hoa quả sạch đây, mã vô mã vô. Ai mua hoa quả sạch đây? Ê, mày vô mày vô. Tôi một ít hoa quả về cho vợ ăn. Đấy, kem sạch đấy. Về giá lấy nước cho vợ bổ lắm. Bổ bổ. Ê, hoa quả nhìn tươi rối rối thế nhờ. Chị vợ tôi sẽ thích lắm đấy. Bye bye hai bà nha. Bye bye. Chúc hai bà mua mày bài đăng nha. Nhớ uống thường xuyên đấy. Tăng đề kháng. Hoa quả đi. Làm cách nào nhà toàn hoa quả thối làm thành hoa quả tươi bán như thế này thế? Cách nào á? Mẹ có cái kim tiền, mẹ có trái thanh long thối. À, thanh long tươi. Ôi trời, làm chết người ta ăn ngộ độc chứ. Ngộ độc thì kể người ta. Thế mẹ có muốn tiền để ra tiền không? Có đấy, đó chính là phương pháp để mẹ con mình làm giàu đấy. Kiếm nhiều tiền đấy. Đem đem tiền mà lại đem đem tiền lại đi ngủ tầm này. Tiền tiêu. Tiền của tao đâu? Em không biết đại ca ơi. Vàng nữa. Bao nhiêu tiền cả chục tỷ của tao đấy. Đại ca ơi, giờ mất hết thế này em làm gì còn tiền để về quê hả đại ca ơi? Mày cứ bình tĩnh, tao còn sống ruột hơn cả mày nè. Hai mẹ con nhà này giỏi đấy. Trên đời này không ai cái gì đâu. Hoa quả hoa quả thơm ngon luôn ạ. Bán cho mày vô. Bán cho tôi ít hoa quả tươi đi. Cơ nợ này hết nợ rồi à. Bán cho tôi đi mà. Đây 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 đây. Tiền tiền tiền. Ơ kìa. Chết 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 chết. Sao mày lại chồng mày hả con nãy người? Để vi phạm pháp luật. Buôn hoa quả trái phép. Hãy mau khoanh tay để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hoa quả lậu. Trả tiền đấy. Tiền của tao. Bằng chứng đâu? Còn mẹ con em như thế này là không được đâu đấy. Còn với chẳng cái, người nhà bán hoa quả không ủng hộ thôi lại còn bắt à? Hả? Bằng chứng đâu mà bảo người ta như thế? Sao lại buộc tội linh ta linh tinh như thế? Bằng chứng á? Cậu vào đi.
chính là ta đây. Ba môn hoa quả nhà hai ngươi, về vợ ta ăn, đã bị lên dị rồi kia kìa. Này, cái thằng này ăn điêu nói phét, hai anh chị không tin em thì thôi, tin gì cái thằng này. Đúng rồi đấy. Này á, mua ở đâu á, chứ làm gì mua ở đây đâu. Nói thằng nó phét quyền. Đủ lỗi mẹ con ta. Thế ta đã đủ bằng chứng chưa hả hai con sợ này? Thôi xong rồi. Cái tội hoa quả lậu này không nói, riêng cái tội ăn trộm ăn cắp này á, đi tù á, mò câu. Là có cả tội trộm cắp tài sản ư? Vậy thì còn cãi được nữa không? Hai người mau xử đi. Thôi xong rồi. Khoan rồi ông giáo ơi. Còn đây là bằng chứng, hai mẹ con cô ta đã tiêm thuốc độc vào hoa quả. Các người mau xem đi. Tiêm quả này đi mẹ. Cả quả này nữa. Lại tươi rồi. Này thì thối đây này. Nữa lại tươi ngay. Không ngờ hai người lại làm tất cả chuyện này đấy. Dù là máu mủ ruột thịt, người thân như thế nào thì cô phải xử lý một cách công bằng nhất. Đúng. Ta con sẽ ơi, xử lý mẹ rõ ràng rồi. Bắt hết đi hai người. Mau theo ta về đâu. Mẹ là mẹ của con mà. Bắt ta đi. Xử lý họ đi. Của ta hãy họ đi. Đi về vậy mọi người. Chào đi đi. Chưa đủ. Chào. Mang cái bổng ngô siêu to khổng lồ về cho con gái mẹ. Dạ. Thì biết tay nghe chưa? Đừng có về nhà nữa. Con nha. Đúng rồi đó, đúng rồi. Không mang về thì đừng có về nhà nữa. Bổng ngô siêu to của tôi. Bọn trẻ con này, đi việc gì mà lâu thế nha. Không biết được cái tích sự gì nữa không? Đại ca ơi, hôm nay em trộm được một món đồ á, to lớn lắm, đẳng cấp lắm đại ca. Lắm, đẳng cấp lắm hả? Đúng rồi, đúng, mang ra đi. Đây đại ca ơi. Thằng thằng hại này, ta bảo người đi móc túi của người ta chứ người mang cái củ nở này về làm gì? Cái này ăn ngon mà đại ca, rồi còn ngon nữa chứ. Đại ca ơi, củ này, đại ca, em vừa lấy được một đống tiền ở trong này rồi. Tiền á? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Phải thế chứ. Đại ca xem đi. Wow, được việc đấy. Không đùa với thằng này được đâu. Củ này, nhìn đó mà học hỏi đi. Ta học tập đây này. Đi làm dầu tiếp thôi. Đi thôi. Mình phải ra chợ mua con cá chép về nấu canh dưa thôi. Lâu không ăn thèm thế chứ liền. Mục tiêu đây rồi. Hành động thôi. Ok đi. Ta đã trời trong xanh đẹp thế nha. Quay trong mặt thế nha. Không đã đi, đi lên. Trong mặt thế nha. Trong mặt thế. Cô gái, cô có làm sao không? Cô gái à, tôi vẫn còn trẻ à. Tôi vẫn còn trẻ à. Anh Sơn, sao lại bắt người ta như thế? Trời thiếp vậy. Dâu già lại thích gặp cỏ non à. Trẻ con không thích chơi đồ cổ đâu. Cái tên kia, ngươi bảo ai là trẻ con, ai là đồ cổ hả?
cho ăn cái vỏ vớ mồm bây giờ. Đi chợ. Hình như có gì đó sai sai nhỉ. Ví của mình, ví của mình. Trộm, có trộm, anh trộm. Xin lỗi, vì không tìm được hộp bóng hồ nhé. Không biết đâu. Mẹ, làm sao đây? Ngồi đây xem nào. Mẹ bị mất ví rồi, lấy đâu ra tiền mua cá chép om dưa đây? Hả? Sao vương quốc này lại còn có cả chuyện ăn cắp vặt à? Được rồi, hai người để đấy. Từ bây giờ mọi chuyện cứ để con lo. Bây giờ con sẽ đứng lên bảo vệ công lý, tìm ra ai là kẻ trộm ở vương quốc của con. Chuẩn. Đi. Đi. Xuất phát. Tiền là tiền nhiều khi không mà quá. Hay. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Úi da, úi da. Mẹ đưa nhiều tiền như thế này tiêu biết bao giờ cho hết nha. Mình mà lấy được thỏi vàng này á, xem có dám chửi mình nữa không. Rồi rồi. Vàng nhiều quá. Mày xong rồi. Vàng ơi, vàng ơi, vàng ơi, vàng, vàng ơi. Vàng ơi, vàng ở đây. Vàng đây nè. Ui, anh chạy xa thế. Dám thách thức ta, ta xin nha. Mày xin nhưng mà bà mày không cho. Nói cho nét luôn. Nani? Mày dân như chủ nhân. Quả này sống đời được con à. Chủ nhân đợi em nha. Vàng đâu rồi? Rõ ràng mình cầm trên tay mà. Đâu rồi nhờ? Vừa đi qua con đường này xong, giờ lại không thấy đâu. Bạn ơi, mẹ đâu rồi? Bạn ơi, đây nè. Ngươi đây rồi. Anh đẹp trai, anh lấy ví của tôi phải không? Khai mau. Con ai bị bắt? Thả tôi ra, tôi có làm gì đâu mà bắt tôi. Ngươi mau nhận tội để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tôi không biết gì đâu, mau thả tôi ra. Ngươi không biết gì à? Này thì không biết gì. Buồn quá. Giờ thì biết chưa? Biết chưa? Đã chưa? Chị ơi, em biết rồi à. Em biết rồi. Biết rồi à? Biết rồi thì ngươi phải làm việc cho ta. Đại ca xem có gì không? Đại ca ơi, đại ca, đằng kia có ông ôm nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm hả? Dẫn ta đi, nhanh đi luôn chủ nhân ơi. Đi, đi. Ôi dồi ôi, tiền như thế này thì tiêu bao giờ cho nó hết nha. Đồn công an ở đằng kia kìa. Ở đằng này cơ mà. Đằng kia, tôi tưởng ở đằng này chứ. Rõ ràng là đằng kia kìa. Đằng kia. Nhiều tiền thế. Sao lại cứ chỉ bên này chỉ bên kia nha. Hai cái thằng đần này. Ở đằng kia kìa. Đằng này cơ mà. Đây 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 đây. Đây. Đồn công an ở đằng này cơ mà. Đi thẳng rồi đi tiếp. Xong gặp cây mít. Hả? Hành động thôi. Ok. Gặp con ông thì hai đứa rẽ vào trong là đến đồn công an rồi. Hiểu chưa? Không hiểu, không hiểu. Nói lại giùm đi nha. Đi thẳng xong gặp cái mít rồi đi tít vào trong. Gặp con ông thì hai đứa bay lên trời, xong rồi hạ xuống lại đi tít vào trong. Ok. À, tôi hiểu rồi đấy. Cảm ơn ông nha. Ok. Đấy, tôi nãy giờ chỉ rõ lắm rồi đấy. Già nha. Hai đứa mà không nhớ nữa thì tao quỳ tao lại hai đứa mày luôn. Thôi, chúng tôi đang tạ ông nha. Bọn tôi đi về đây. Rồi. Đi về bạn ơi. Đi, nhớ đi nha. Chạy ông ơi. Mà hai cái thằng này làm gì chạy như ma đuổi thế nhờ? Ai đuổi chúng mày đâu? Vàng của ta. Kiếm được một vố to rồi. Bọn em đây. Bọn em đây mà. Các ngươi. Thôi đi về chủ nhân ơi. Hôm nay nhiều chiến lợi phẩm quá. Đi. Từ từ. Nhiều quá rồi chủ nhân ơi. Ôi, nhiều vàng quá. Ôi, chủ nhân ơi. Vàng giả. Đây này, bằng ra này. Vàng giả. Ôi giời. Hóa ra là bằng mã à.
dám lừa ta. Đi tìm nó. Múc đi. Không phải đi tìm đâu. Này, không phải tìm nữa đâu. Ta ở đây này. Là ngươi, là ngươi dám lừa ta. Bay đâu, lên. Ê, ê, ê. Đây, không phải là ta lừa các ngươi đâu, mà là do đây này. Đây, đây, cô ấy đây. Các người giơ tay lên. Công an. Đây, chị ơi, chị đi đâu đấy hả? Các người đã bị bắt vì tội trộm cắp. Lên. Các anh đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản. Thả tôi ra. Bây giờ ta chính thức mời người gia nhập đội Juventus. Đi. Thả ta ra. Không có cái gì. Đi. Xuân này con có về với mẹ tội rồi. Quá xứng đáng. Cái này á, chơi vào Juventus cả đời. Tôi chưa cái tội đi. Làm không lo làm suốt ngày trộm cướp. Từ sáng giờ ngồi câu mà không có con cá nào chịu cắn. Đói đêm cả mồm ra. Cá đi đâu hết rồi nha. Ui, cá đi đâu hết rồi cũng biết. Mồi ngon như thế này mà cá lại không cắn nha. Rõ ràng mình cảm nhận là có ai ở sau lưng mình mà nha. Hay là câu cá cả ngày bị say nắng nghỉ lung tung nha. Sao mình cảm giác lạnh sống lưng thế nhờ? Bằng chứng ngoại phạm. Vậy thì là ai? Không ổn rồi. Mình thiếu một lượng máu lớn để tấn công lên thành Mã Dương. Phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thôi. Nhanh lên mọi người ơi. Nhanh lên mọi người. Bạn ơi,
cái con bóng này. Đúng là con mồi ngon. Quỷ, quỷ hút máu người á. Xin người tha cho ta đi mà. Tha mạng đi. Ta sẽ hút máu người. Các nạn nhân đều bị chết theo cái thứ hút máu. Hút máu? Ra tay thật là tàn độc mà. Thế mà sao nó không hút máu mẹ em nhỉ? Mẹ em nhiều máu thế còn gì. Mày mà. Sao mẹ ném con? Còn với cái mất nết. Nhiều lúc mẹ không muốn nói gì với con đâu á. Còn gì mẹ nói luôn đi. Bây giờ... Nói đi nói tại đây thôi nè. Mà bây giờ chúng ta phải làm sáng tỏ vụ án này. Không là dân làng sẽ rất bất an đấy. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà để ta suy nghĩ cách trước đã. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Nó đơn giản thế mà cũng phải nghĩ à? Muốn bắt cọp, mình phải vào hang cọp chứ nhỉ? Hay, hay. Tại sao mọi người lại nhìn em? Em nói vậy chứ không phải em đi vào hang cọp đâu. Làm sao sống được? Các bạn ơi cứu mình với! Ui giữa, cứ vào đi. Em yên tâm, có anh, với cả mẹ và chị đấy rồi. Giao, 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 giao. Biết rồi. Mẹ ơi, đừng ăn tao. Chỉ cần một người nữa thôi, mình tăng cấp độ, trở thành ma dương rồi. Sao nó lạnh quá vậy ta? Mẹ ơi, mày ra đi, ta muốn về nhà. Mẹ ơi, đừng có gì ở phía sau mình nha. Lại, lại. Mang cài rồng, mang dừng tay lại. Đi, thả cô gái ta ra. Cài sái tấm. Lên với chúng cho ta. Yes, sir. Bố mẹ ơi, cứu con với, không nó giết con. Hả? Mẹ ơi. Ta chán sống rồi ư? Mày vào đây, mày giỏi mày vào đây. Tấm, nàng với mẹ ghẻ đuổi theo mommy để hai tên này cho ta. Ok ok mẹ đi. Hai tên xác ướp này, các người không biết ta là ai ư? Đại đèn tôi đồ tám đẳng mà các người lại dám ra ai ở đây? Đại đèn tám đẳng là cái gì? Ta phải biến ngán cái gì chưa? Bây giờ hai mẹ con mình phải chia nhau ra để tóm nó. Thôi thôi không chia đâu, sợ lắm. Yên tâm, về coi khác có thưởng đi. Thưởng á? Mạng sống quan trọng hơn tiền của tôi. Sợ lắm. Đứng lại. Mày đây rồi.
nói linh ta linh tinh. Anh là vua một nước anh còn chưa công khai gì. Hay nói đặt bấm. Ôi dồi, Cảm ơi. Ai? Mày bỏ tay Dượng ra. Con ở đằng trước con báo cái gì mà bỏ? Dượng nói gì? Mày định làm gì đấy? Mày là thằng nào? Tao có bỏ đi nha. Ngươi là ai? Đi chỗ khác đi. Mày đừng có mà đến đây. Tao đến đây. Hãy giúp tôi, cho tôi về nhà đi. Thế nhà mày ở đâu? Đôi, đúng rồi đấy. Nhà tôi ở trên kia kìa. Hả? Mày ngu à? Ở trên này làm gì có nhà? Mày lừa tao à? Làm như người rồi à? Nhìn mặt mày ra không phải người tốt rồi. Nhìn cái mặt mày là tao biết mày vẫn ưa rồi đấy. Lên. Nó lừa đảo đấy. Anh chị mà cứ tin nó á, nó đặt B52 cho nổ cái nước này luôn. Mất nước thì chơi. Anh thấy có vẻ nó là người tốt. Chúng ta tìm cách đưa nó về nhà đi. Đúng cái gì? Sao biết tốt? Đi thôi. Mày đặt B52 ở đâu để tao mày đi gỡ? Mày đừng có nói với tao nữa nha. Remus, sao ngươi lại tới đây được chứ? Bằng mọi cách đưa Remus về đây cho ta. Đó, thì tôi nhận. Đi thôi. Hey, yeah. Cảm ơn, chơi vui quá. Mày mà chỉ cần chớp lớn nó một cái, ta đã tuê mồm mày luôn. Mày đợi đây. Xin giới thiệu với ngươi, đây chính là khu vui chơi của ta. Ngươi cứ chơi thoải mái nha. Đúng rồi. Ở đây thật là đẹp đẽ đi chứ. Mày mà có ý định gì xấu nha, đừng có trách chị Cám đây á. Mà mày đặt bom ở đâu đấy? Ôi này, tại sao em lại nói bạn như vậy? Tôi là người tốt mà, tôi không phải người xấu đâu. Tốt mà. Mày thấy sức mạnh của tao Cám chưa? Mày nhớ những điều tao nói chưa? Đừng có mà lén phén, tao chặt làm đôi đây. Được rồi, tôi biết rồi. Bước ra chỗ khác đi. Ơ kìa, em Cám, sao em lại làm thế? Này, đợi ta. Đợi ta nữa? Trời ơi, sao đầu nó cứng thế nhỉ? Đầu là bằng sắt à? Dượng, đừng nghe lời em Cám nhé. Em ấy không có ý gì đâu. Mình ra đi chơi đi. Các người lại đi. Bắt nó thôi. Mọi người tránh ra đi. Đấy, em đã bảo rồi. Nó là người xấu, nên bọn người xấu tới kiếm chuyện đây. Cứ thích là chuyện bao đầu. Dượng bảo mày không nghe cơ. Đi mà giải quyết. Này, ngươi cẩn thận đấy. Hai con đầu rồng này nguy hiểm lắm. Thắng rồi. Chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Đi thôi. Number one. Chết cha. Cái gì đấy? Làm gì ta đây? Không ngờ nhìn ngu si đần độn này lại có một sức mạnh thần kỳ đến vậy. Mày đi học với tao. Đi với tao nhé. Tao muốn làm chùm trường. Bước vào với vợ ái tàu nha. Học không là học, lúc nào cũng muốn làm chùm trường thôi. Riêng cô Cám là không được ai bắt chứ. Đúng rồi. Mà này, sao những người đó lại đến bắt anh đấy? Họ là đội quân của Longlegs. Họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta chuyện này đâu. Vậy á? Không sao, anh cứ yên tâm. Rồi chúng tôi sẽ đưa anh về nhà. Mọi yên người tâm. Cẩn thận đây. Đi học đi với tao là an toàn. Tôi đi chơi. Gì đấy? Mọi người cẩn thận. Ôi dồi ôi, mọi người sao tự nhiên gió lớn thế này chứ? Phía sau ta nha. Ôi dồi ôi, mommy luôn đấy, chú ý. Chạy đi, mommy. Đấy, con nói không nghe, cứ thích rước họa vào thân. Giờ con trùm nó đến rồi đấy. Giờ chúng mày tính làm gì, làm đi. Remus, hãy mau phục tùng ta. Mommy Longlegs, không bao giờ. Nơi nào có tội ác, nơi đó có biệt đội tội cám. Cám bảo vệ hòa bình, đánh bay cái ác. Yeah. Anh yên tâm, bọn tôi sẽ bảo vệ anh. Cẩn thận đây. Mommy. Mọi người sao không? Hòa bình của ta viết tắt bằng một từ thua cuộc thôi. Vậy giờ ngươi đã chịu phục tùng ta chưa? Mommy Longlegs, cô đã làm quá nhiều điều xấu xa rồi. Mày cẩn thận đấy. Cẩn thận. Dòng họ tao tin tưởng mày. Bố mẹ tao tin mày. Gia đình tao tin mày. Lính của ta đâu? Lính. Yeah. Đau quá. Bắt bằng
được chúng cho ta. Không các người biết hậu quả rồi đây. Vâng ạ. Cố lên. Cố thủ, cố lên. Chúng nhân ơi, đau mạnh quá. Mày làm gì con gái tao đi? Greenness, mau dừng tay lại. Nếu không, cô ta sẽ chết. Không được, không được làm hại họ. Thả ta ra. Mọi người mau đưa nó về. Ta xin các người đừng làm hại họ. Muốn làm gì ta cũng được. Còn cô, đi theo ta. Các người, tao hỏi mày bây giờ mày đi theo ai? Không sao được không? Mau thả ta ra. Mọi người, mày hả? Vừa nãy mày bắt nạt ai? Thả ta ra. Con ơi, xử lý nó. Mày xong rồi. Con cám kia, mày dám bắt tao á? Mày bắt tao là sai lầm rồi. Riêng con này á, mày hành hạ đáng đời tao. Mọi người có sao không? Ôi dồi ôi, nó ngất rồi. Thôi không sao. Không ai bị gì chứ? Ui, tất nhiên là không sao rồi. Không sao là tốt rồi. Ui, cái gì kia? Cái mập mà. Mau về thôi. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Mọi người đừng sợ. Đây là phương tiện của hành tinh chúng tôi. Họ đến để đưa tôi về đây. Hóa ra là vậy. Cậu về cẩn thận nha. Bye bye, hẹn ngày gặp lại. Tôi cảm ơn mọi người nhiều nha. Bây giờ tôi phải về đây. Tạm biệt. Sao không đi được vậy? Tao đã cho mày về đó mà mày về. Đây có phải là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu hả? Cô định làm gì vậy? Mày phải ở đây. Thôi em cám, cám. Để họ về đi. Không được, không được. Để nó không ở đây. Không có về gì hết. Mấy thằng kia, cút. Đi về đi. Không có đem đi năm hai. Chết hết bây giờ. Bom á. Đi đi. Chị. Đi đi. Các bạn. Đấy. Các bạn về đây. Ở đây đi. Đợi cái gì? Mai đi học với tao. Còn làm chùm chùm. Đi. Đi. Không được đâu mà. Đi về nè. Nay mình đến sớm quá ta. Ấy chà chà. Tụm mười. Hay. Các cậu làm gì vậy? Dạy cho Tấm một bài học. Đây. Lẹt. Các cậu. Lẹt. 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 Đừng mà. Buồn quá. Dừng lại. Cậu có biết chỗ này của ai không hả? Nói. Tớ thấy chỗ này chưa có ai ngồi nên tớ mới ngồi chứ. Cậu dám bật lại sao? Nói. Thôi quá. Ngồi đi. Thả tớ ra đi. Các cậu thả tớ ra. Bỏ ra đi. Bộ ông kia. Thả tớ ra. Giữ chặt cậu ta lại. Dạ. 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 Tấm, xác định đi. Đánh nó đi chủ nhân. Đánh mạnh vào. Hay, cô vào, cô vào, cô vào. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tấm, đứng kia. Cứ im lặng đi. Nhanh lên đi. Cô chào các em. Chào cô. Chào cô ạ. Cả lớp đứng. Chúng em chào cô ạ. Ngoan, mời các em ngồi. Số sau bằng bao nhiêu? Bài này quá đơn giản, mày thế. Hôm qua mình vừa học xong. Cậu biết đáp án không chịu? Chủ nhân ơi, chủ nhân biết bằng mấy không? Chỉ bọn em với. Học hành làm cái gì? Nhìn ta đây này. Hả? Ôi, chủ nhân ơi, sao ngài lại xé bài vậy? Chống mắt lên và xem đi. Các em nhanh lên nha. Chúng ta chỉ có 15 phút thôi đây. Dạ cô ạ. Ai hốt đi mà. Làm bài đi em. Kệ em. Bách phát bách trúng. Là ai? Oh!
ra để bắn cô đấy ạ. À. Đúng rồi đấy ạ. Không rồi. Em. À. Đậm. À, cô ơi, không phải em đâu ạ. À, mà là. Là ai? À, dạ, dạ, em xin lỗi cô ạ. À. Em về, gọi phụ huynh lên gặp tôi. Vâng ạ. Cho chưa, chủ nhân thật là cao tay. Muốn xem nữa không? Có ạ. À. Cám, cám. À, này, hả? Cô gọi lên xóa bản kìa. Cô biết nhiều thế. Xong đợi cám rồi. À, em cám, em cám. Hả? À, gì? Chỉ gì đấy? Cám, cô muốn em xóa bản à? Xuống cuối lớp úp mặt vào tường cho cô. Cả lớp nghỉ. Bực thật đấy, tại lông lét làm em úp mặt cả buổi, chả được về sớm gì cả. Chúng ta phải nghĩ cách nào, không thể để Longless lộng hành mãi như vậy được. Đúng đó, không thể chấp nhận như vậy được. À, có cách rồi. Cách gì đấy? Bí mật. Thôi, chị về nhà trước đi, em đi có việc nhé. Ờ. Đi đi nhé. Đi thôi. Đi học thôi. Em là cách gì vậy? Hôm nay chúng ta lại chạm mặt Longless đấy. Chị không phải lo, riêng Longless á, em đã có cách chị rồi. Cứ thế đã, mau đi học đi không muộn. Ê, bọn chúng đến chưa? Lâu quá. Ôi đây, tới rồi, cần dây, cần dây. Trời xanh mây trắng nắng hồng. Hả? Còn sao nữa, khôn hồn thì mang hết tiền tiêu vặt tháng này ra đây. Định trấn lột tụi này á, giờ đi mấy phút. Nani? Mẹ ơi, hôm nay á cô giáo khen con còn được điểm 10 nữa đấy. Ồ, thế à, con gái mẹ giỏi quá. Dạ, thôi, mẹ gặp chị con để con được đi rồi. Chơi nha. Ừ. Chào mẹ. À, đây rồi. Con mình thật là ngoan, đúng là niềm tự hào của mẹ mà. Cô ơi cô. Ừ. Cô. Hả? Cháu có chuyện gì thế? Cháu là bạn cùng lớp với Longless ạ. À thế à? Vậy ở lớp Longless học giỏi và ngoan ngoãn lắm đúng không cháu? Hay, thế là bạn ấy lừa cô rồi. Ở lớp bạn ấy là trùm trường đấy, chuyên bắt nạt bạn bè thôi. Hôm trước bạn ấy còn thu tiền bảo kê bắt nạt các bạn khác nữa. À, làm gì có chuyện đó, cô không tin đâu. Con gái cô biết mà. Thế được rồi, để cháu chứng minh cho cô xem. Mỗi lần cháu bóp như thế này, cô chỉ được chạy đến là rõ ngay. Được rồi, cô sẽ đến. Nghe này. Cậu định làm trò cười đấy à? Mau mang ra không? Không đánh cho nhoe nét bây giờ. Rồi rồi, mày xong rồi. Mommy Longless. Sao còn bảo với mẹ? Con là lớp trưởng, vừa ngoan vừa giỏi cơ mà. Mẹ, đâu con? Chắc là mẹ hiểu nhầm gì rồi. Đấy, cô tin cháu chưa? Chịu khó học hành lắm cô ạ. Cảm ơn các cháu nhiều nha. Sau bị Longless bắt nạt thì chỉ cần thổi còi là cô sẽ tới. Ui, bà chủ ơi, bọn cháu không liên quan. Cháu đi về đi ạ. Thôi, xong việc rồi, cô về trước đây. Đi về. Cảm ơn cô nha, bye bye. Thôi, mình đi học. Thế em thông minh đâu. Đó. Ngày hôm sau, nắng tung tăng trên đường vui ra. Chắc là cậu ngứa lắm đúng không? Cây này mà vào người á, chạy cả tuần luôn. Đúng, 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 đúng. Các cậu thật là quá đáng, tớ có làm gì đâu chứ. Tớ còn nhiều trò quá đáng hơn nữa. Ai đây? Là ai? Không đây đi. Là tớ chứ ai. Cám. Cám đấy, thì cậu sao? Dám. Lính đỏ. Dạ. Đánh. Vâng ạ. À. Em Cám, phải cẩn thận đấy. Này,
chỗ này nhiều máu nè. Đúng không, cô gà? Chủ nhân ơi. Này, bạch đường áo đấm. Đánh vào em này. Đi. Đánh vào đây. Vô mặt ta đây. Chết ra. Liêu hồn đây. Chị thấy thế nào? Vào lớp thôi. Các bạn cứ đợi đấy. Cả lớp trật tự. Trân trọng giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới. Wow. Nhìn kìa, đẹp trai á. Đẹp trai đấy. Cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Hoàng. Từ hôm nay bạn ấy sẽ học với lớp chúng ta. Xin chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình. Hoàng, xuống ngồi với Tâm nha. Vâng ạ. Chào bạn. Bạn có người yêu chưa? Nhìn mà lem thế chắc chưa đâu nhỉ. Mình chưa. Chưa. Thế thì á, nhớ là tránh con bé tóc hồng đằng sau nhé. Trùng trường đấy. Cám. Daddy, Daddy, Daddy này. Lêu lêu. Cô ơi, bà Cám không học, dám mang đồ chơi vào lớp kia. Hả? Cám. Cô ơi, tính mạng của em đây, cô tha cho em. Nộp. Hay là gọi phụ huynh. Nhanh lên. Đây à. Cả lớp mở sách ra để học. Mình cứ núp đây, chờ Longlegs đi. Thì mình đi về sau, không nên đánh mình chết đấy. Bọn chúng mất con gà rồi, không làm được gì ta đâu. Đúng rồi đó, chúng ta không phải sợ gì nữa. Hey, nó đi rồi, mình chun về nhà thôi. Đi đâu đấy nhờ? Chính chạy à? Nhà ai nấy về. Đứng đi. Đứng lại, chạy rồi. Đi đâu? Sáng thấy sao rồi mà. Hôm qua tớ ướt hết quần đấy nha. Cho bạn Longlegs hay bạn Linh Đỏ, dạo này cướp bóc nhiều lắm, các bạn về nhà đi. Hôm nay tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. À! Hả? Oh. Wow. Các cậu làm trò gì vậy? Cậu là học sinh mới, không phải việc của cậu. Tránh ra. Các cậu mà còn làm thế nữa thì đừng trách tớ. Cậu mạnh mồm thế nhỉ? Lính đỏ, lên. Dừng lại. Ai cho các em tụ tập đánh nhau ở ngoài đường thế này hả? Phải tại bọn em đâu. Do Longlegs chặn đường đánh không phải em đó. Tại các bạn ấy. Một mì Longlegs. Em tưởng tôi mua à? Đây là cái gì? Em cái gì hả? Tất cả đứng dậy vào vị trí. Chủ nhân. Cậu có sao không? Tôi không sao. Tôi quá thất vọng về các em đấy. Mau xin lỗi nhau đi. Xin lỗi các bạn nha. Xin nhanh lỗi. Lên nào. Sáng mai mời tất cả phụ huynh lên gặp tôi. Còn bây giờ giải tán đi. Dạ em chào cô ạ. Mau về đi còn gì nữa. Đứng đây làm gì? Vâng ạ. Các cậu, mọi chuyện chưa xong ở đây đâu. Đi. Vâng ạ. Đi thôi. Ôi, ôi tôi chết rồi. Ngủ mất rồi. Sao mà vội vàng thế? Thế em đã ăn gì chưa mà đi học rồi? Ăn uống gì nữa còn đang thối mồm đây này, đi ra. Đi vào đánh răng rửa mặt đã. Đúng rồi, chải đều vào. Cả hai bên răng hàm nữa biết không? Phải đánh thật sạch vào. Không á, mồm hôi là các bạn tránh xa, không thèm chơi với em nữa. Cái răng nó có tội tình gì đâu mà ngày nào chị cũng bắt em đánh nó. Không đánh để có mà thối ôm lên à. Còn chưa kể bị sâu răng nữa cơ. Thôi, nhanh lên để mà đi học nữa. Đứng lại. Rồi mày xong rồi. Dạ. Đi ra đây. Em chào chị.
Dạ đây ạ. Em biểu chị, chúc chị một buổi sáng an lành, vui vẻ. Người lên cho cơ mặt phấn khởi. Tốt, lần sau còn trốn thì biết tay ta. Mà ngươi nhớ, vô ra là liệu đấy. Dạ. Công nhận, làm chị đại cũng sướng đấy. Em chào chị ạ. À, em biết chị hai quyển vở. Biết điều đấy. Nhớ im cái mồm vào. Dạ đấy, biết rồi, biết rồi. Đi học như thế này cũng thú vị phết. Gà, gà, vui quá anh ơi. Gà, gà. Nè chị á, chị này, chị hả? Đứng chờ bác người ta, bên đây, bên đây. Đây này. Em cảm, có chuyện gì đấy? Anh chị không biết đâu. Em đi học đi này, trên trường con mami nó đang hoành hành, làm mưa làm gió, bắt nạt mọi người. Em là người bị nạt này. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Môi trường giáo dục, tại sao lại có những chuyện này cơ chứ? Đúng là có luôn á. Ai mà không cộng nạp cho nó thì ui da. Chị ơi, chị tha cho em đi mà. Nay em không có mà em buồn. Hôm nay không có gì à? Chúng mày. Dạ. Ui trời ơi. Không có thì biết hậu quả rồi đấy. Đừng mà. Xin chị đây. Chị ơi, chị định làm gì em đấy? Bỏ em ra đi mà. Làm gì tôi biết? Tao không muốn biết đâu. Thả ra. Im mồm vào. Chưa hết đâu. Mì hả? Đau quá. Chị tha cho em. Đấy, như thế thì ai mà dám đi học nữa. Nghỉ ở nhà cho lành mà. Anh chị không đi học làm sao mà hiểu được. Thôi em không đi nữa đâu, áp lực lắm. Ở nhà ăn ngủ khỏe. Hả? Sao em lại nói như thế được? Việc này em phải báo giáo viên chứ. Úi giời, có đầy người phô cô giáo rồi. Nhưng mà cái kết thì... Đúng rồi. Mommy à, thôi xong rồi. Cậu bảo gì tớ? Cậu...